Dạ Linh Hoa xin kính chào quý khách. Hôm nay Linh Hoa giới thiệu đến quý khách một căn mặt tiền nằm trên trục đường Hương Lộ 2. Và hiện tại thì Linh Hoa đang đứng ngay tại khu vực 4 xã. Khu này giao nhau giữa 6 con đường và một bên nó là quận Tân Phú, một bên quận 6 và một bên là quận Bình Tân. Con đường Hòa Bình, Hương Lộ 2, Bình Long, Phan Anh và Thoại Ngọc. Ở đây thì chính phủ đã có công văn sẽ làm cây cầu vượt ở cái khu vực này, cho nên nếu mà cái cây cầu vượt nó hoàn thành thì cái giá trị gia tăng của các căn mặt tiền hoặc là nhà trên các cái tuyến đường này nó gia tăng rất là cao. Và bây giờ Linh Hoa mời quý khách cùng Linh Hoa di chuyển trên cái tuyến đường Hương Lộ 2 để tham quan cái căn mặt tiền này nhé. Nhà mặt tiền này nó có vị trí rất đẹp, mình nằm ngay khu vực chợ của đường Hương Lộ 2 luôn, rất là đông đúc và sầm uất. Với diện tích ngang 4 dài 30m, mình xây 4 tấm nhà mới 100% hướng Bắc với giá chỉ có 13 tỷ rưỡi còn thương lượng. Giá này rất là tốt so với giá thị trường. Và ngân hàng hỗ trợ chúng ta vay 80% giá trị căn nhà, sổ hồng riêng đầy đủ, mua ra công chứng liền trong ngày. Nhà mình nằm gần ngay khu vực ngã tư đường Mã Lò với lệ Hương Lộ 2. Mình từ nhà đi ra bệnh viện Bình Tân và Cô Ốp Mát tầm khoảng 100m thôi. Và ở đó mình đi ra khu tỉnh Lộ 10, khu tên lửa Aon Bình Tân thì tầm khoảng 5 phút đổ lại. Vị trí nhà rất là đẹp luôn. Ở xung quanh là buôn bán kinh doanh đủ mọi mặt hàng vì nhà mình nằm là mặt tiền chợ của đường Hương Lộ 2. Con đường Hương Lộ 2 là nó nối dài từ khu 4 xã chạy thẳng ra quốc lộ 1A và nó cũng là đường nối dài của đường Thoại Ngọc Hầu. Cho nên cái lưu lượng xe cộ qua lại rất là đông đúc vì nó là cái tuyến đường huyết mạch, cho nên là cái lượng xe đông tấp nập. Cho đến 12 giờ khuya thì lượng xe vẫn còn rất là đông. Ở đây buôn bán kinh doanh đủ mọi mặt hàng hết. Khu vực nhà của mình thì tiện ích bán kính trong vòng 300m là mình gần. Nhà của mình là cách chợ chưa, nó là mặt tiền chợ cho nên nó ngay chợ luôn. Và cách bệnh viện Bình Tân với lại Cô Ốp Mát thì chừng 150m. Ở đây mình giao thông thuận tiện qua các quận 5, quận 10, quận 11, cách 4 xã khoảng 1,5 km và cách đường cách Đầm Sen thì tầm khoảng 2,5 km. Và kênh YouTube Nhà Đất Linh Hoa là chuyên về mặt tiền của khu vực quận Bình Tân trên các cái tuyến đường Hương Lộ 2, Mã Lò, Lê Văn Quế, tỉnh Lộ 10, v.v. Có rất là nhiều căn nhà mặt tiền để quý khách có thể tham quan và lựa chọn cho mình một cái căn mặt tiền ưng ý, vị trí đẹp, giá tốt. Cho nên khi quý khách đi tham quan căn nhà này, nếu mình chưa ưng ý thì tiện thể mình tham quan một số căn nữa cũng trên tuyến đường Hương Lộ 2 để tiện mua cho mình một cái căn nhà mặt tiền ưng ý nhé. Và bây giờ thì Linh Hoa đã gần tới căn nhà của mình rồi. Nhà mình thì nằm ngay khu vực chợ của đường Hương Lộ 2 và cách vài căn là nó ra con đường nhánh là hẻm 730 của Hương Lộ 2 thì nó nối từ hẻm đó đi ra thẳng Lê Văn Quế. Ở phía sau nhà của mình là có con hẻm 6m nữa. Nhà mình là một phía là mặt tiền của Hương Lộ 2 và một phía sau là mình có con hẻm 6m. Và bây giờ thì Linh Hoa đã tới cái căn nhà của mình. Nhà xây rất là đẹp luôn. Ở xung quanh là mình chợ Hương Lộ 2. Ở phía này là mình đi thẳng, phía này là mình đi ra ngoài chỗ ngã tư 4 xã. Và cái con đường này là hẻm 730 của Lê Hương Lộ 2 thông ra Lê Văn Quế. Và cái căn nhà của mình là căn nhà 4 tầng. Hướng này là mình đi về Mã Lò, khu vực quốc lộ 1A. Quý khách thấy được xung quanh mình buôn bán rất là nhiều mặt hàng. Quý khách muốn sở hữu một căn nhà mặt tiền chợ của đường Hương Lộ 2, vị trí kinh doanh giá tốt, nhà đẹp thì tham quan căn nhà này nhé. Quý khách có thể gọi vào số hotline Linh Hoa để trên màn hình để mình tham quan căn nhà này và một số căn nhà khác để tiện lựa chọn cho mình một căn nhà ưng ý. Tất cả các căn nhà Linh Hoa giới thiệu đều sổ hồng riêng đầy đủ, mua ra công chứng liền trong ngày, pháp lý sạch rõ ràng. Và ngân hàng hỗ trợ mình vay tới 80% giá trị căn nhà. Ở đây thì quý khách có thể buôn bán kinh doanh đủ mọi mặt hàng. Quý khách thấy đó, khu vực của mình là khu vực chợ cho nên mình bán rất là nhiều mặt hàng. Đủ mọi mặt hàng hết. Và có thể mình mở văn phòng công ty cho thuê kinh doanh spa đầy đủ. Và cái căn nhà mà theo hướng tay Linh Hoa chỉ là căn nhà mà Linh Hoa giới thiệu đến quý khách với diện tích ngang 4 dài 30m. Mình xây 4 tấm. Nhà hướng Bắc. Nhà rất là đẹp, mình mới xây 100%. Với giá chỉ có 13 tỷ rưỡi thôi. Ngân hàng hỗ trợ mình vay tới 80% giá trị căn nhà. Tiện ích đầy đủ hết. Mình đi ra quận 5, quận 10, quận 11. Rất là thuận tiện. Và từ đây mình đi ra Tên Lửa tầm khoảng 5 phút đến 7 phút. Và mình đi ra quận Tân Phú thì tầm khoảng 2km. Ra quận 6 cũng chỉ có 2km thôi. Đi ra quận 11, khu vực Đầm Sen thì tầm khoảng 2,5km.
Nhà cực kỳ đẹp luôn. Quý khách có nhu cầu tham quan căn nhà này vui lòng kết nối với số hotline của nhà đất Linh Hoa nhé. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này. Nhớ bấm like, đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh Linh Hoa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.